là một cái người từng chơi đến 10.900 trận Liên Quân Mobile nên mình cũng hiểu cái cảm giác của tất cả những cái bạn dùng điện thoại để chơi game. Hai cái điều khó chịu nhất mà mình nhận được á, đầu tiên là cái cảm giác đau và mỏi tay cực kỳ luôn. Dĩ nhiên rồi, điện thoại nó sinh ra không phải dùng để chơi game, cho nên cái thiết kế của nó không phù hợp để cầm nắm lâu và đau mỏi tay là điều khó tránh khỏi. Cái điều thứ hai á, đó chính là khi bạn chơi những cái tựa game đồ họa cao, match setting hoặc là cấu hình điện thoại của các bạn không phù hợp để chơi cái game đó thì nó sẽ rất là nóng. Khi điện thoại nóng rồi á thì không chỉ nó khiến cái tay của các bạn bị bỏng mà nó còn gây ra cái hiện tượng giật lắc do drop FPS trong game, cực kỳ khó chịu luôn ha. Vậy nên nếu mà các bạn muốn chơi game thoải mái hơn thì nên có một trong hai cái phụ kiện này. Mình đã có hai cái loại tay cầm chơi game, nhìn nó khá giống tay cầm máy PS của Sony ha. Tuy nhiên nó có thể gắn cái điện thoại của chúng ta lên và nhờ cái thiết kế công thái học này, tay chúng ta sẽ rất thoải mái khi cầm nắm, không còn bị đau mỏi tay khi chơi game quá lâu như trước. Để điện thoại không bị nóng khi chơi game quá lâu á, thì hai cái tay cầm này nó còn trang bị cái hệ thống tản nhiệt. Cái này thì tản nhiệt bằng hai cái quạt, cho phép bạn điều chỉnh tốc độ gió qua cái nút bên dưới. Độ ồn của cái quạt này cũng khá thấp ha. Đặc biệt nhất á, là khi bạn bật cái quạt này lên, bạn không cần cắm điện. Bởi vì cái tay cầm này nó được tích hợp sẵn viên pin, có dung lượng lên đến 5000 mAh. Sau khi sạc đầy, bạn có thể sử dụng mọi lúc mọi nơi luôn, rất là tiện. Còn cái tay cầm này, nó được trang bị tản nhiệt sò lạnh. Sò lạnh thì ai cũng biết rồi, làm lạnh rất là nhanh chóng và hiệu quả. Tuy nhiên, cái này cần phải cắm điện trực tiếp thì mới dùng được. Đằng sau nó cũng có một cái quạt, nhưng dùng để thổi khí nóng ra ngoài. Và nó cũng có đèn LED nhiều màu khá đẹp ha. Như các bạn đã thấy thì hai cái tay cầm này nó đều được trang bị thêm hai cái nút bấm hỗ trợ. Đối với cái này, nó sử dụng nút bấm vật lý nên chỉ phù hợp cho những cái tựa game cho phép chúng ta tùy chỉnh vị trí nút cảm ứng trên màn hình. Chẳng hạn như PUBG Mobile, chúng ta thiết lập một cái nút bắn và nút ngắm bắn rất là đã luôn. Độ nhạy của nó cũng khá tốt ha. Khi không cần sử dụng nữa thì bạn có thể bật lên rất là gọn. Còn cái tay cầm này nó cũng có hai cái nút bấm hỗ trợ nhưng không phải dạng nút bấm vật lý mà là điều khiển qua kết nối Bluetooth. Ưu điểm của cái loại này là nó sử dụng được trong tất cả loại game. Bởi vì bạn có thể thiết lập nút bấm cho vị trí bất kỳ trên màn hình chứ không phải chỉ phía trên như cái tay cầm kia. Để sử dụng tính năng này thì trong lần đầu tiên chúng ta cần kết nối tay cầm với điện thoại thông qua một cái app. Thao tác kết nối cũng khá dài dòng nên ở video sau mình sẽ hướng dẫn chi tiết hơn. Nhìn chung thì cả hai cái tay cầm này nó đều giải quyết được những cái khó chịu khi chúng ta chơi game bằng điện thoại quá lâu. Còn lại thì tùy theo nhu cầu và điều kiện kinh tế, các bạn sẽ chọn cái sản phẩm phù hợp với bản thân ha.